Đây, buổi sáng nay xin chào tất cả anh chị em nhé. Thì theo như đề xuất của một số anh em ấy thì đó là tôi có những cái cây lục vừng nhỏ mà nó tương đối hoàn thiện đấy, thì mang lên giao lưu với anh em. Tại vì tôi rất ít giao lưu những cái cây này anh em ạ. Những cái cây nhỏ mà mình tạo này thì nó tốn công lắm, mà nó không được bao nhiêu tiền đâu. Thì nói chung là hôm nay tôi cũng đăng video lên giao lưu cho nó vui với anh em thôi. Thì cái cây này thì nói chung là tôi tạo nó thì đây này, cắt từ đây này anh em này. Cắt từ đây và tạo những cái này là mình tạo ra hết này. Thì cây này thì nói chung là cả cái cây này thì mình làm ra thì nó cũng khoảng mất khoảng gần 2 năm đấy anh em ạ. Cây này thì khi tôi ship cho anh em ấy thì tôi ship cả cái chậu này luôn anh em ạ. Tại vì cái chậu này nó là cái chậu nhựa, của tôi mua có 20 mấy nghìn đấy mà. Chứ còn cái chậu mà chậu sành ấy thì nhiều khi nó cả 100 nghìn tiền chậu đấy anh em ạ. Thì tôi sẽ báo giá với anh em cây này là 250 nghìn anh em nhé. Cộng mấy cái phí ship ấy. Phí ship này, khi mà đóng cái thùng cái cây này ấy, thì nó cũng cái, một cái thùng to này anh em ạ. Thì nó cũng cả 100 nghìn tiền ship ấy, thì tôi báo giá bao ship luôn là 350 cây này. Đấy, cái giá là cái giá cho anh em tập chơi thôi, chứ còn đúng là một cái cây thì mình làm cái này thì đúng là mình phải bán cả triệu thì mới đủ tiền công của anh em ạ. Như cái này thì anh em về thì khi cái lá nó già ấy thì anh em cứ bấm thôi, bấm cho nó thành một cái hình như này. Sau này cái cây này ví dụ như là vài năm nữa anh em có thể là cây này anh em thả nước dần được rồi nhá, vậy anh em có thể đặt vào một cái bể nước, anh em cứ thả khoảng vài ngày anh em lại rút nước đi, xong lại rút vài ngày xong lại thả dần thì cho nó quen với bộ rễ đấy anh em ạ. Thì thời gian sau nó ra được vài bông hoa thì anh em có thể lâng cái bể nó lên để bông hoa nó không phải chạm xuống đất đấy. Hoặc là anh em nào kỳ công thì anh em có thể này, cho nó nằm trên một cái hòn non bộ hoặc hòn đá gì cũng được. Còn những cái cây mà nó như thế này anh em ạ, người ta trồng từ hạt đấy, thì theo như tôi tham khảo rất nhiều nhà vườn anh em ạ, thì họ làm từ hạt nhưng mà họ làm theo đồng loạt ấy. Cây nào cũng giống cây nào hết ấy. Thì thường thường họ bán những cây này là họ bán 400 anh em ạ, 400 một cái cây như thế này, nhưng mà họ làm giống nhau lắm. Đa số là 100 cây thì nói chung là nó 80-90 cây nó giống nhau rồi. Còn những cái cây này thì nói chung là nó có một cái dáng tự nhiên anh em ạ. Những cái rễ này nó tự nhiên. Mình chỉ làm từ trên này thôi. Còn khi tôi giao lưu cái này mà anh em nào hỏi là còn cái nào giống cái này thì không còn anh em nhé. Tại vì tôi cũng chỉ giao lưu những cái cây như này, tôi chỉ giao lưu một cây duy nhất thôi anh em ạ. Giao lưu vui vui với anh em trên kênh thôi. Chứ còn những cây nhỏ này thì tôi cũng không làm được anh em ạ. Nhiều khi tôi chỉ bán cái phôi không thôi. Cái phôi mà ví dụ như nó chỉ lên mầm là anh em về anh em tự uốn thôi. Chứ còn mình làm những cây này nó tốn công lắm anh em ạ. Nên tôi ít khi tôi làm những cái cây nhỏ này. Làm mấy cây nhỏ này chỉ để chơi thôi. Sung lục vừng vậy. Một loạt nhỏ nhưng mà anh em cứ bảo là ship cho anh em, nhưng mà mình báo giá nó không biết báo giá bao nhiêu. 200-300 thì cái công đóng thùng với cái công đi ship mình cũng không đủ anh em ạ. Tiền dây, tiền thuốc, tiền men nữa thì
tiền chậu nữa thì mình không đủ được. Đâm ra là những cái cây nhỏ này thì chỉ giao lưu vui với anh em trên kênh thôi. Một cây duy nhất thôi. Thì anh em nào đấy thì liên hệ qua Zalo 0364698230 nhé. Để tôi bọc hàng rồi tôi gửi cho anh em. Thế video chia sẻ đây tạm biệt tất cả anh chị em nhé. Thank you.